Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, xem bói đầu năm hay xem tử vi vào dịp đầu xuân năm mới từ lâu đã là một hoạt động không thể thiếu của người Việt. Bởi nhiều người quan niệm rằng đầu năm gieo quẻ bói để biết vận hạn, may rủi trong năm mới mà có đối sách ứng phó kịp thời. Nó cũng như khi ta xem bản tin dự báo thời tiết, biết trời đẹp để làm việc lớn, biết trời xấu còn mang theo ô che nắng che mưa. Đây cũng chỉ đơn thuần là hình thức giải trí đầu năm để yên tâm hơn về mặt tinh thần. Và với hạn tam tai đeo bám, trong video ngày hôm nay xin mời quý vị cùng theo dõi về tử vi của con giáp thuộc tuổi Thân, Tý, Thìn. Chương trình trong ngày hôm nay có những nội dung chính sau. 1. Tổng quan vận hạn năm 2023 với các gia chủ tuổi Thân, Tý, Thìn. 2. Xem tử vi vận hạn chi tiết trên các phương diện, công việc, tiền bạc, sức khỏe và tình duyên. 3. Với từng con giáp năm 2023, tháng nào là tốt nhất, tháng nào cần lưu ý? 4. Cát hung của từng tuổi năm 2023 với những con giáp cần lưu ý điều gì? 5. Là kết luận. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, năm con mèo biểu trưng cho sự ôn hòa, phát triển, bình ổn và mở rộng các mối quan hệ ngoại giao. Vì thế, Quý Mão được xem là một năm bình ổn, ít cạnh tranh hay áp lực về mặt tinh thần. Mèo chủ về ôn hòa và khéo léo, báo hiệu các mối quan hệ xã giao được xúc tiến hài hòa, mang lại cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Vậy nên vào mỗi dịp đầu năm, quý vị hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón ngày đương niên thái tuế, vị thần cai quản quan trọng nhất trong năm, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và may mắn. Quý vị hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết về vật phẩm phong thủy này. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi vận mệnh tử vi năm 2023 Quý Mão ảnh hưởng tới ba con giáp tuổi Thân, Tý, Thìn như thế nào. 1. Tuổi Tý. Tử vi 2023 nhận định vì vẫn nằm trong hạn tam tai, lại chịu tác động của cục diện hình thái tuế, nên nhìn chung 2023 vẫn là năm khó khăn với người tuổi Tý, đa phần chưa có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm cũ. Vận hạn tuổi Tý 2023 theo từng phương diện. Công nghiệp, mưu sự gặp trục trặc, có sự ngăn trở, họa tiểu nhân treo trên đầu, dễ bị hãm hại hoặc vướng phải họa kiện tụng, thị phi điều tiếng. Tiền bạc, tài khí bất ổn, kiếm được không ít nhưng tiêu hao nhiều, khó giữ. Đầu tư kinh doanh phải toan tính, thật cẩn trọng, kẻo sai một ly đi một dặm. Tình duyên, đào hoa vượng tốt cho người độc thân, gia đạo nhìn chung hài hòa, ít sóng gió, có mâu thuẫn cũng sớm được hóa giải. Sức khỏe, xuất hành xa gặp bất lợi, cẩn trọng khi đưa ra các quyết định lớn như kết hôn, làm nhà, hạn chế đi lại đường sông nước, đề phòng bất chắc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn tuổi Tý 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Tý sinh năm 1948, gia đạo hài hòa, tinh thần ổn định nhưng sức khỏe giảm sút do vấn đề tuổi tác. Tuổi Tý sinh năm 1960, xáo trộn nền nếp sinh hoạt do sự thay đổi về công việc làm ăn. Tuổi Tý 1972, công việc gặp trở ngại, nhiều cạnh tranh, đề phòng tiểu nhân quấy phá, chiếm đoạt công lao. Tuổi Tý 1984, có nhiều tham vọng lớn nhưng cần tỉnh táo đề phòng cạm bẫy. Tuổi Tý sinh năm 1996, chuyện tình cảm nhiều khởi sắc nhưng công việc gặp thách thức. Tuổi Tý sinh năm 2008, học tập, thi cử có tiến triển tích cực hơn so với năm trước. Nhận định tháng hung cát tuổi Tý năm 2023, tháng âm cát nhất, tháng 3 mở ra cơ hội làm ăn mới, tháng 7 tiền bạc vào túi nhiều mối làm ăn tốt, tháng 9 công việc thuận lợi thúc đẩy tiền bạc hanh thông, tháng âm hung nhất, tháng 2 chỉnh mảng công việc khiến phạm sai lầm gây thiệt hại uy tín về tiền của, tháng 5 mất tiền vì chuyện thiên hạ, tháng 11 sức khỏe sụt giảm đề phòng các bệnh về gan thận. 2. Tuổi Thìn. Tác động của tam tai vẫn còn, năm 2023 vẫn khá khó khăn với người tuổi Thìn, mở mang thêm công việc khó mà thành, tiền bạc kiếm được nhưng hao hụt nhiều. Vận hạn tuổi Thìn 2023 theo từng phương diện. Công việc có thể bị bỏ dở giữa chừng vì cạnh tranh hoặc trở ngại về thủ tục hành chính. Mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác trong năm cũng xấu đi nên làm việc càng nhiều áp lực. Tiền bạc, tài vận giảm sút mạnh, tiền bạc hao tổn nhiều, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất tùy khả năng của mình, không nên mù quáng, chi tiêu chú trọng tiết kiệm. Tình cảm, mâu thuẫn xung đột lứa đôi ngày một gia tăng, người độc thân tránh đứng núi này trông núi nọ, kẻo mất cả chì lẫn chài. Sức khỏe, tâm trạng sa sút, trục trặc trong công việc và tình cảm có thể khiến bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn tuổi Thìn 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Thìn 1952, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng, đi đứng cẩn thận đề phòng bất trắc. Tuổi Thìn 1964, công việc áp lực, thiếu may mắn về tiền bạc. Tuổi Thìn 1976, mưu sự gặp vấn đề vượt tầm kiểm soát, tiền kiếm được nhưng suy thoái nhanh. Tuổi Thìn 1988, làm việc tránh ôm đồm, kẻo rước họa vào thân. Tuổi Thìn sinh năm 2000, có những trải nghiệm đầu đời mới, đào hoa xấu gây vướng bận. Tuổi Thìn sinh năm 2012, học tập sa sút, đi đứng cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nhận định tháng hung cát của tuổi Thìn năm 2023, tháng âm cát nhất, tháng 7 âm thở phào nhẹ nhõm khi cả nhân duyên và tiền bạc đều vượng, tháng 11 tài lộc khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, tháng âm hung nhất, tháng 9 âm mưu sự khó thành, mất tiền hao của, tháng 2 âm thất thoát tiền bạc, vướng kiện cáo pháp luật. 3. Tuổi Thân. Năm 2023 của tuổi Thân bình ổn hơn so với năm trước, tuy nhiên đương số vẫn trong năm giữa tam tai nên mưu sự vất vả hơn người, trục trặc dăm ba bận mới thành. Vận hạn của tuổi Thân 2023 theo từng phương diện. Công việc, tập trung làm tốt công việc của mình, ắt mưu sự thuận lợi. Trái lại, nếu cứ quản chuyện bao đồng thì hàng loạt rắc rối thị phi đeo bám không thôi. Tiền bạc, chưa có thay đổi gì đáng kể, tiền bạc vào ra là chuyện thường tình, cốt lõi bạn vẫn làm chủ được. Trong năm có thể xảy ra sự cố bất ngờ, cần dùng đến tiền, đương số tiêu xài đúng mực, chú ý để dành một khoản tiền tiết kiệm phòng khi khẩn cấp. Tình cảm xảy ra khá nhiều mâu thuẫn và xung đột do tác động tiêu cực từ hung tinh, nhượng bộ là cách duy nhất có thể tránh khỏi những rắc rối này. Sức khỏe, dù không mắc bệnh tật nghiêm trọng nhưng tai nạn hay bất trắc bất ngờ có thể ập tới. Vì thế nên hạn chế đi xa vào các tháng tương xung bản mệnh, tránh xui xẻo không đáng có. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Vận hạn tuổi Thân 2023 theo từng tuổi nạp âm. Tuổi Thân sinh năm 1956, một năm bình ổn, ít sóng gió, buông bỏ phiền não để vui sống tuổi già. Tuổi Thân 1968, thử sức với những điều mới mẻ để tăng thu nhập, dành thời gian quan tâm gia đình nhiều hơn. Tuổi Thân 1980, công việc gặp trở ngại do cạnh tranh, thị phi, tiền bạc khó phát triển như ý muốn. Tuổi Thân 1992, cạnh tranh trong công việc là yếu tố thúc đẩy phát triển, tình cảm bất lợi, nảy sinh tâm lý bất mãn thực tại. Tuổi Thân 2004, có nhiều trải nghiệm mới mẻ trong cuộc sống, có thể có rung động tình yêu đầu đời. Tuổi Thân sinh năm 2016, cha mẹ bao bọc, không gặp vấn đề gì quá lớn, có điều thận trọng khi tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nhận định tháng hung cát tuổi Thân 2023, tháng âm cát nhất, tháng ba vượng quý nhân làm gì cũng thuận, có dấu hiệu thăng quan tiến chức. Tháng 11 xuất hiện nhiều cơ hội làm ăn lớn, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu pha không phải nghĩ. Tháng âm hung nhất, tháng 1 cát khí giảm, làm ăn bất lợi, hao tốn không ít tiền của, tháng 8 công việc khó khăn, kinh doanh buôn bán ế ẩm. Trên đây là toàn bộ thông tin luận giải tử vi năm 2023 của 12 con giáp cho các tuổi Thân, Tý, Thìn về công danh, sự nghiệp, tài lộc, tiền bạc, tính duyên, gia đạo, sức khỏe, bệnh tật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.